sửa cái xe của nó hồi xưa nó đi, xong bây giờ nó vứt xó, thế bây giờ nó lấy xe của mình. Kiểu thấy xe của nó đi, nó cứ bị đi chữa nhiều tiền quá, mình sốt ruột ấy. Nên nó đi xa, thế là cái xe của mình mới mua là đưa cho nó đi. Bảo thôi thì người làm ra của chứ của chả làm ra người thì thôi, sót cũng phải đưa cho nó đi. Thế là hôm qua đi sửa cái xe cũ của nó lại đánh mất đăng ký. Xe chả có đít. Liều đi ra chỗ Honda sửa hôm qua là mất nó hôm qua nó ốm ốm, nó bảo tầm 3 triệu thì chả biết là hôm nay ra thanh toán thì như nào. Hôm qua nó cho mượn xe về, đi về còn để xe mình đấy để cho nó sửa đấy. Mệt lắm. Nhưng mà mình thay cái đồ xịn. Thằng ba sửa rồi, nó bảo cho một bì trong mạng. Trên quán ấy họ khai trương mà họ làm to thế nhỉ? Vâng. Nói chung là qua ai đi ăn thì chắc là người ta cũng ủng hộ, cũng không phải lo về cái chuyện đấy cả. Nhưng mà có điều là cái quán nhỏ nhỏ thôi mà kiểu to. Vấn đề là cái dân của mình ở đây có đủ khả năng, có đủ điều kiện để mà ăn chơi đâu mà. Cái đấy nó vào công nghiệp một tí. Quay lại nó công ty và thành viên. Đúng không?